Thưa quý vị, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cho biết đã phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ hai đối tượng có hành vi vận chuyển 120.000 viên ma túy tổng hợp. Trước đó, đêm ngày 12 tháng 6, khi làm nhiệm vụ tại khu vực xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, lực lượng biên phòng phát hiện hai đối tượng nam giới có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu kiểm tra hành chính. Khám xét nhanh các đối tượng, lực lượng biên phòng phát hiện trong bao tải để sau xe máy của đối tượng có 20 gói lớn bọc băng keo màu vàng, bên trong chứa 120.000 viên ma túy tổng hợp. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận là Vàng A Nết, sinh năm 1990, và Vàng A Anh, sinh năm 1994. Cả hai đều trú tại bản Bu Lau, xã Mường Nhà. Chiều ngày 11 tháng 6, Vàng A Nết được một đối tượng có quen biết ở tỉnh Odumsey, Lào, thuê đi đến khu vực cột mốc 131, tuyến biên giới Việt Nam-Lào, nhận ma túy, rồi vận chuyển đến huyện Mường Trà, sẽ được trả công. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.